xa thân tìm kiếm mà chẳng nài diễn vọng. Dẹp tà nơi tâm, nay gặp bạn tri âm tri kỷ, cho những điều thiện mỹ cổ lai lắm thế chẳng bài dâm. Lão sĩ ngày nay các chỗ ngô cuồng ca. Cô hỏi nghe coi cô ba năm nay nhiêu tuổi? Cô ba năm nay 73 rồi. Ôi, 73 đó hả? Ôi, thưa quý vị, 73 mà Ngọc Tâm nghe cái giọng đọc tưởng là 37 không quý vị. 37 còn nó còn hơi già nữa đó. Thấy không, cái giọng rất là trẻ trung. Ra nó Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú, anh chị cũng như quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Ngọc Tâm có cái duyên lành được Thiện Bảo giới thiệu cô ba quý. Thì cô ba thì đặc biệt có cái giọng đọc là nghe nó mùi mặn mà nó khác lạ quý vị. Thì đây là cái nhân vật mà nếu mà không Ngọc Tâm tầm nhân lý mà không tầm thì nó rất là ổn quý vị. Không, Ngọc Tâm không có nói ngoa đi, Ngọc Tâm sẽ mời quý vị lắng nghe giọng đọc của cô ba quý quý vị. Thì Ngọc Tâm cũng đã nghe, mới nghe xong rồi gan Ngọc Tâm mới dám giới thiệu là giọng đọc mùi mặn mà lạ nữa, mà khó kiếm, mà nếu mà không tầm thì nó rất uổng cho cái nhân tài trong làng đạo Phật giáo Hòa Hảo cái gì. Thì giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng lắng nghe, cô ba sẽ đọc lại một bài cho ông Tâm lắng nghe ha cô ba. Dạ, dạ, trong trân trọng kính mời cô ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lâng la đến chốn buồn mồi dình xa thân tìm kiếm mà chẳng nài diễn vọng. Dẹp tà nơi nay gặp bạn tri âm tri kỷ, cho những điều thiện mỹ cổ lai đừng nên sớm dồi đợt phai xe dây cho chặt. Mà này tánh linh nền đạo đức sắc thành chớ món, có thuyền từ đưa đến non tiên cứu người hữu phước thiền. Về nơi cõi Phật ơi,
cõi miền trần ai. Kẻ ác đức hậu lai khổ tham mất phàm trần tường lắm hồ binh. Mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn ghê chạm già long đình được mùi đảo diệu gói nem khó xanh chốn trà đình xa lắm vãng lai. Tu hành nào luận mặn chay miền tâm thâm tình gặp ngài an cư. Nền đạo đức vị tư bất nhã ta đừng phân nhân ngã mới hay. Nhìn đời thế thay đổi hết vinh tôi nhục lẽ này thường xưa đời vật chất văn minh chiều chuông vì thời lai vẫn bị trải qua lòng sách son đầy đó nồn nà tâm não bứt bê tha chầm trề. Tịnh bảo toàn thân thể giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Nỗi bức nghiêng phận lão càng bài câu diệu lý cơ quyền khóa kim xa chi kẻ dùng lời bao biếm chế điên khùng khó nào tâm trạng sớm dứt ngay à nên phải vội lìa xa cõi tàn quyết chỉ nẻo lắm dòng đạo gia đời thăm thầm sâu xa diêm hồng liên thơ thơ quần ca tạo duyên giả phàm gian thân già
hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa ơi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, chớ nản chi đường tu bỏ liếp, rồi bước sang gặp lão Thế Ngôn. Trời hùng phong cốt cách ghi tồn, xác tuy mất hồn thiên chẳng mất. Lão cũng to đôi lời khờ khắc, câu quyền sâu cho đó ngủ ngôn. Mà sông phi viễn dòng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài càng tồn. Giết cho sạch những loài sâu bọ, giống hại người lúc bò rầy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyên quyền thông, sanh hồi thiền đôi câu thành thật. Đêm vắng tắt vài lời để gấp, gác ngồi nghiêng tạm biệt phàm gian. Ráng dừng mây bóng thọ lạc nhàn, để chuyến khắp cạn câu hoài vòng. Dầm tràn đó mới chuyến sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm thương bất tuyệt, vô di chánh đạo hỡi người ơi. Người ơi chân lý thầm thâm cành diệu quyền, hẹn một nơi qua mặt trung tam điệp khắp đời chờ thiên luật mới về ơi. Về ngơi chốn mây rò như lời, nào lào có bài
tay chuyện khuấy chơi. Dè diệt trời xanh cho đó biết một lòng gắn chặt chẳng xa lối, xa lối đạo đức khổ tâm à, học cổ ít bài lào thiết tha, bóng xế tà tay ôi lắm thầy, già hiền cất bút mượn thi ca, thi ca nhiều nẻo thầm rồi đau, hồi tây sứ thần dạy chuyện chẳng bài dám lão sĩ ngày nay các chỗ ngõ cuồng Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay, quá tuyệt vời. Chị ơi, chị cho con hỏi cô Ba năm nay nhiêu tuổi cô Ba? Năm nay 73 rồi. Ôi, 73 đó hả? Ôi, thưa vậy 73 mà Ngọc Tâm nghe cái giọng đọc tưởng là 37 không vậy? 37 còn nó còn hơi già nữa đó. Thấy không, cái giọng rất là trẻ trung. Gà nó hiếm gặp, gà hôm nay thì được cô Ba đọc cái giọng này thì cho Ngọc Tâm thu ghi hành lại cho khán giả xem đó. Ngọc Tâm cũng rất cảm ơn cô Ba rất nhiều ha cô Ba. Và chúc cô Ba cũng nhiều sức khỏe. Đây sắp tới thì mong cô cũng đọc nhiều clip hơn để cho mọi người nghe lại lời cho Ngọc của Đức Thầy với giọng đọc quanh vàng của cô ha cô Ba. Nào ngay mình thì hồi nào tới giờ ít có vô clip hoặc mà đi đọc đồ này điều kia ít đi lắm. Dạ, anh kính chúc quý vị lúc nào cũng luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và luôn luôn vững vàng trên con đường hành đạo. Ngọc Tâm thân ái kính chào quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.